Kênh Mang Thai Baby.com xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn xem kênh. Hãy nhấn nút đăng ký kênh ở ngay dưới video mà các bạn đang xem để nhận được nhiều những video mới nhất từ kênh. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Mẹ bầu siêu âm nhiều có ảnh hưởng đến con hay không? Vẫn là câu hỏi được nhiều người băn khoăn. Video dưới đây sẽ giúp cho các mẹ hiểu rõ hơn về vấn đề này. Và đây là một tâm sự của một mẹ bầu. Em có bầu được 5 tháng rồi mà tự nhiên mấy ngày nay thấy con có vẻ ít đạp hơn trước. Dù rất muốn đến gặp bác sĩ để theo dõi con có bị làm sao không, nhưng sợ lại dùng máy siêu âm cho con nhiều không tốt nên lại thôi. Mà nếu cứ ở nhà như thế này thì cũng không yên tâm được. Băn khoăn mãi, em cũng tới bệnh viện gần nhà để hỏi xem làm thế nào. Thì em nghe bác sĩ khuyên như thế này, em chia sẻ lên để mẹ nào cùng tâm trạng như em thì đỡ phải lo nghĩ. Thứ nhất là ba mốc quan trọng mà mẹ bầu cần đi siêu âm thai. Theo các bác sĩ cho biết thì trong một thai kỳ bình thường, mẹ bầu nên siêu âm ít nhất 3 lần theo như khuyến cáo của các bác sĩ. Lần thứ nhất cho 3 tháng đầu của thai kỳ, từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 14. Lần thứ hai cho 3 tháng giữa thai kỳ, tuần thứ 22 đến tuần thứ 24. Lần thứ ba cho 3 tháng cuối, tuần thứ 32 đến tuần thứ 34. Trong trường hợp mẹ có song thai hoặc đa thai, từng có thai chết lưu hay thai nhi có biểu hiện bất thường nào đó như đau bụng, ra máu, tăng cân nhanh thì cần siêu âm nhiều hơn để biết cụ thể tình trạng của thai nhi. Đối với ba giai đoạn này, mẹ bầu dù bận gì cũng phải sắp xếp thời gian để đến siêu âm. Lý do những mốc này trở nên quan trọng vì những lý do sau. Siêu âm lần thứ nhất là khi thai nhi đã được từ 12 đến 14 tuần, mẹ bầu sẽ được bác sĩ kiểm tra về độ mờ da gáy để kịp thời phát hiện những bất thường trong nhiễm sắc thể hoặc những bất thường khác để chữa trị một cách kịp thời. Đặc biệt, tuần tuổi thai này các bác sĩ sẽ sớm xác định được về tuổi thai, số lượng thai và ngày dự sinh em bé chính xác cho mẹ bầu nữa. Các mẹ nhất định đừng quên đi siêu âm thai trong thời điểm này. Siêu âm lần thứ hai. Mang thai ai cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh và lành lặn, thì tuần thứ 22 đến 24 chính là tuần để các bác sĩ khảo sát hình thể để phát hiện những bất thường của thai nhi, nhau thai hay nước ổi, đặc biệt các vấn đề về dị tật, sứt môi, hở hàm ếch ở trẻ sơ sinh hay các vấn đề về nội tạng. Siêu âm lần thứ 3. Khi thai nhi được 32 đến 34 tuần, bác sĩ sẽ siêu âm để phát hiện về tim, mạch và não vì những bệnh này thường xảy ra muộn, đồng thời cũng biết được cân nặng, ngôi thai, nước ối, nhau thai có quấn vào thai nhi hay không để chuẩn bị cho lần sinh nở sắp tới. Mẹ bầu siêu âm nhiều thì có sao không? Dẫu biết rằng mẹ bầu lo cho con nên luôn muốn được siêu âm để xem con có khỏe mạnh, có phát triển bình thường không. Tuy nhiên các bác sĩ cho biết rằng chỉ nên siêu âm theo lịch siêu âm mà mẹ bầu đã được bác sĩ đưa ra. Nếu lạm dụng siêu âm quá nhiều, những bức xạ từ máy siêu âm vào bào thai sẽ làm thân nhiệt của mẹ bầu tăng lên, gây ra những tổn thương cho não bộ, dẫn đến dị tật bẩm sinh, đặc biệt khi siêu âm vào những tuần đầu của thai kỳ. Vậy thời điểm nào siêu âm là gây hại nhất? Nhiều người thắc mắc mẹ bầu không nên siêu âm khi nào. Thực ra đó không phải là câu hỏi của riêng ai, bởi khi mang bầu không ai không lo cho con mình cả. Thực tế khi thai nhi chưa được 8 tuần tuổi thì mẹ bầu không nên siêu âm, vì trong những tuần này thai nhi đang hình thành các bộ phận của cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục và hệ thần kinh trung ương. Vậy nên trong quá trình siêu âm không ai dám chắc rằng không có bất kỳ tia nào trong đó có sóng siêu âm làm ảnh hưởng đến sự hình thành của thai nhi. Ba phương pháp siêu âm hiện nay. Siêu âm thai 2D là phương pháp siêu âm 2 chiều với hình ảnh trắng đen, là phương pháp lâu đời nhất giúp bác sĩ có thể chuẩn đoán có thai hay không, xác định thai nhiều phôi hay một phôi.
kiểm tra vị trí thai nằm trong tử cung hay ngoài tử cung, xác định những bất thường bẩm sinh ở thai kỳ. Thường dùng để đo độ dài và kích thước đường cắt của bào thai so với hình thể bình thường. Siêu âm thai 3D là phương pháp siêu âm 3 chiều cho ra hình ảnh màu đúng với kích thước thật của thai nhi. Ưu điểm của siêu âm 3D là dễ dàng phát hiện dị tật bẩm sinh của thai nhi, nhưng có nhược điểm là độ chính xác về kích thước cũng như tuổi thai không bằng siêu âm 2D. Siêu âm thai 4D thực chất vẫn là siêu âm 3D với hình ảnh động. Ưu điểm là thấy được hình ảnh thật đang cử động của em bé. Tuy nhiên, do quá trình lưu file lâu và tia bức xạ trong quá trình siêu âm nhiều có thể gây hại cho mẹ và bé. Những điều mẹ bầu nên lưu ý để kết quả siêu âm trở nên tốt nhất. Trước khi siêu âm nên uống nhiều nước và nhịn tiểu để bằng quang căng ra giúp nhìn rõ em bé. Lúc bạn mắc tiểu nhất chính là lúc siêu âm được rõ nhất. Mẹ nên mặc quần áo thoải mái khi siêu âm. Với những lời khuyên hữu ích trên, hy vọng các mẹ bầu sẽ có một kế hoạch siêu âm hợp lý để vấn đề về mẹ bầu siêu âm nhiều hay ít không còn là thắc mắc của nhiều người nữa. Một lần nữa, xin được cảm ơn và được gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào các bạn xem kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh và comment phía dưới video những suy nghĩ và khó khăn của mình trong việc mang thai và chăm sóc con cái. Đồng thời các bạn hãy đăng nhập vào website mangthaibaby.com để có được những kiến thức cần thiết về mang thai và nuôi dạy con cái, những chia sẻ thiết thực của các mẹ về chăm sóc con. Cảm ơn và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé.